Muốn bọn họ làm việc mà không đưa tiền, ông không sợ sao? Bọn họ là sát thủ giết người đó. Yên tâm đi, anh tưởng tôi là tên ngốc sao? Phải nhìn người chứ, tôi đã nhận được tin tức rồi. Hai tên đó là từ Hà Lan trốn về đó. Ngay cả đại ca cũng bị giết chết, rất nhiều kẻ thù cũng không có ai bảo hộ, sao tôi phải sợ chứ? Phương pháp tấn công hỗ trợ chặt chẽ. Theo tình báo, bên trong có hai tên tội phạm, bốn con tin, bọn họ đều có súng. Tất cả phải nhớ, cho dù là luyện tập, họ cũng có thể nổ súng. Phải hết sức cẩn thận. Đội A, phụ trách tấn công phòng số 1. Đội B, tấn công phòng số 2. Tất cả mọi người phải nghe mệnh lệnh để hành động. Hiểu rõ chưa? Yes, sir. Cả tập hợp. Mọi người không biết vừa rồi có vấn đề đúng không? Hả? Nghi phạm có rất nhiều thời gian để mà học cách lừa mọi người. Bọn chúng tốn rất nhiều thời gian để đối phó với chúng ta, cho nên chúng ta mới ở đây. Sếp, vậy làm sao để phân biệt giữa con tin và tội phạm? Dùng đầu và mắt của anh. Yes, sir. Giang Nghi à, đừng có mặc kệ anh mà. Nè Giang Nghi à, em trách anh không có thời gian dành cho em. Vừa rồi trải là anh tới tìm em nè. Anh nghiêm túc đó, ngay cả tiền trợ cấp nguy hiểm cũng đem ra dùng rồi. Anh muốn kết hôn đó bảo bối. Buông ra. Chuyện thứ nhất, anh cũng là lực lượng cảnh sát, dù sao hành động cũng phải thận trọng chút. Chuyện thứ hai, tôi biết anh là ai, tôi rất hiểu anh. Anh rất thích trở thành thành viên đội hổ bay. Nè anh làm được rồi. Nhưng tôi có một chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Tuần sau tôi phải đi Bắc Kinh.
Đi Bắc Kinh chơi hả? Anh đừng nghỉ phép, anh đi chung với em ha. Anh cũng muốn đi Bắc Kinh chơi lắm. Nghiêm túc đi, tuần sau tôi đi Bắc Kinh để học đó. Đâu cần đi Bắc Kinh mới học được, ở Bát Giác học cũng được mà. Anh xem anh kìa, tuần sau tôi phải đi Bắc Kinh học rồi. Anh vốn dĩ không hiểu tôi. Làm sao mà anh biết? Bây giờ em mới nói cho anh biết mà. Em thật sự rất muốn nhân cơ hội đến Bắc Kinh để chúng ta bình tĩnh lại một chút. Đâu cần phải bình tĩnh làm gì chứ. Trên thế giới này chỉ có em hiểu anh thôi. Em là hợp với anh nhất đó Tiểu Nghi à ha. Đừng gây trở ngại, tôi đang làm việc. Tôi đi đây. Nè Tiểu Nghi à, vô duyên vô cớ đi Bắc Kinh học làm gì? Mình làm sai gì rồi hả? Ờ à, hay là kiểu tóc của mình không đẹp? Ờ, gần đây thời tiết lạnh như vậy, cô nói uống gì thì được đây? Mật ong nhân sâm. Lạnh đó. Vậy tôi sẽ dùng là vi sống để hâm nó. Ờ, còn nữa, gần đây tôi bị nhiệt. Kê cốt thảo đi, vẫn cần hâm nóng. À, được rồi, à, như này đi. Còn nữa, à, gần đây tôi ngủ không được, cô nói tôi uống gì thì tốt đây. Uống sữa đi, hâm nóng lên đó là được rồi. Lại hâm nóng hả? Đúng đó. Nhưng uống xong sẽ bị đau bụng đó. Cái này đi, sữa đậu, cũng hâm nóng lên. Cũng là đun nóng. Hay là sao cô không thay cái tủ lạnh này bằng lò vi sóng? Vậy thì không cần phải hâm nóng nữa. Nà, trong trại không có căng tin hả? Đi xa như vậy mua đồ. Anh làm cái gì vậy? Không có gì, tôi thích mua đồ ăn ở cửa hàng này vì nó tươi sống. Hả? Mua nước ngọt mà cũng cần tươi sống? Ừ, vẫn còn hạn sử dụng là tươi sống rồi. Ai, cho tôi một lon coca tươi sống đi. Đâu để coi. À, sếp ơi, anh vẫn chưa trả tiền. À, chờ chút nha. 46 đô 80 xu. À, chờ chút. Nè, tôi quên mang theo ví rồi. Nè có lộn không vậy? Anh ra ngoài mua đồ mà không mang ví. Anh trả trước đi. Bao nhiêu vậy? 46 đô 80 xu. Có vài lon nước ngọt mà tới 46 đô hả? Dạ phải rồi. Trả đi. Anh có thể giảm hơn không? Đã giảm 20% rồi. Đúng rồi, giảm rồi đó. Anh mua đồ được giảm 20% hả? Ngày nóng vậy đi bộ về trại đúng là nóng quá trời. Bình thường anh đều đi như vậy mà, lần đầu. Nè, sao? Anh đoán coi có ai đi muộn hơn chúng ta không? Tôi cảm thấy nhất định có. Vẫn còn có người thật sự đi trễ hơn đi, chúng ta. Tôi hả? Thấy nhất định có mà. Ê, tiểu thư thối sao tới muộn vậy? Chúng tôi đi mua chút đồ thôi mà. Luôn. Đây đây đây. À, sao mấy người có đây? Nhanh lên, xếp tìm người, xếp tìm người, nhanh lên. Thưa sếp, sếp. Nhìn thời gian đi, đã trễ lắm rồi. Hả? Chà, cái túi này là gì? Mũ bảo hiểm này có được đội hộ bay cho phép không? Không được thưa sếp. Hả? Nói lớn lên tôi không nghe thấy. Không được thưa sếp. Hả? Chà, cậu có nón bảo hiểm màu đỏ đẹp vậy sao? Các cậu mặc đồng phục không đúng quy cách. Đây là túi gì hả? Xấu xí quá đi. 1, 2, 3, 4, 400 lần chống đẩy. Bắt đầu làm ngay. Làm nhanh lên đi. Dạ sếp. 400 cái. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Rất tốt, làm xong thì hãy chạy 10 vòng. Wow, thật giống đội hổ bay. Chà, đúng là nhìn cũng ra dáng lắm. Tôi sẽ mời các cậu ăn sáng, đúng không, Joe? Cảm ơn sếp. Sếp. Được rồi, đi đâu? Nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi. Đi đâu? Sao trong cốc vậy? Hả? Nhảy. Dừng. Ducky luôn. Cậu đang làm gì vậy? Đang luyện tập sếp. Đang tập luyện à? Yes sir. Ok, tôi muốn cậu chạy 10 vòng, sau đó quay lại. Yes sir. Nhanh lên đi, nhanh. Sếp à, cậu ấy vừa thất tình. Không liên quan tới cậu.
Được rồi, tốt. Cậu quan tâm tới cậu ấy à? Vậy thì cậu nhảy chung với cậu ấy đi. Nhanh lên, mời chồng. Yes sir. Nhanh lên. Thiệt tình à, đã nói đừng có quan tâm tới chuyện của tôi rồi. Nhiều chuyện. Anh em mà muốn chết thì cùng nhau chết. Sao nào? Các cậu có vấn đề gì nữa hay không? Không có sếp. Rất là đẹp trai. Tối nay mua nửa tá bia có quà nha. Có quà gì vậy? Ờ, bật lửa nha. Tôi có đầy nè. Hey, không phải là không muốn ủng hộ đâu. Có điều chúng tôi không thể uống rượu. Ờ, các anh phải lái xe đúng không? Thằng thật mà nói, tất cả chúng tôi đều là tay đua của đội đua đội Mark Allen. Nói đi. Được rồi, tôi không làm việc các anh nữa ha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cho tôi hai tá bia. Tôi không có lái xe. Được thôi. Cảm ơn. Nè, chúng tôi đã lén trốn ra ngoài để giải sầu cùng anh. Anh còn uống rượu nữa hả? Chúng ta một lát còn phải bí mật quay về nữa đó. Một lát nếu để cho Stone bắt được, chúng ta lúc nào cũng muốn làm cảnh sát Hồng Kông, sẽ phải chống đẩy hàng ngàn cái. Không được. Không được hả? Không được đâu. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Bỏ tiền vô túi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Cử động là tôi giết anh đó. Nhanh lên. Honey, đừng có căng thẳng. Được chưa? Dừng lại. Đi theo tôi. Đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi. Tiền đâu? Bỏ tiền vô trong túi. Bao bỏ tiền vô trong túi. Honey, đi. Lớn tiếng kêu la không có tác dụng gì đâu. Đáng ghét. Đáng ghét. Đây là cái gì? Ôi trời ơi, giống tàu gió. Đi đâu vậy? Đem anh đi chứ đi đâu? Không, tôi được. Tôi đi thẳng đứng cho mấy anh coi nè. Được. Coi kỹ ha. Anh xem cậu ấy đi. Được cái rống. Được. Thôi, anh để tôi vô nhà vệ sinh ói một cái là được rồi. Đây là nhà vệ sinh hả? Xuống. Đi. Đứng lại. Hả?
xin đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Anh muốn đi hả? Không, vẫn chưa được, nhiều đầy quá ít. Anh nói đúng, vẫn quá ít. Không biết khi nào ước mơ của em mới thành sự thật được. Đừng lo lắng nữa được không? Ngày mai anh có kế hoạch rất hay đó. Hay hơn hôm nay rất nhiều. Anh đảm bảo với em. Anh chắc không đó? Đương nhiên rồi. Nhắm mắt lại và tưởng tượng đi. Viên kim cương lớn nhất và tất cả những gì chúng ta muốn. Mở một quán cà phê. Sau đó thì... Nè, em chỉ muốn một quán cà phê ở Paris. Và anh nữa, các người đều qua mắt chóng mặt hết vậy, rốt cuộc các người có nhìn thấy ai làm không vậy? Không biết sếp. Không biết sếp. Thật sự không biết. Không biết, không nhìn thấy mà. Là cô ấy. Là cô ấy cứu tôi. Anh có nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ đó thế nào không? Tôi đã nói tôi sai rồi, không biết chuyện gì xảy ra hết sếp. Sếp, sếp, sếp. Xin chào. Chào Stone. Tôi thật sự không biết các người có phải chịu trách nhiệm về chuyện này hay không. Và các người vốn dĩ không nên ở đây. Sao rồi? Bọn họ đã cứu được một cô gái ở sàn nhảy. Có thể đi rồi chứ? Phải đợi chỉ thị của cấp trên mới được. Xin chào. Tôi có thể đưa bọn họ đi không? Có thể. Cảm ơn. Được rồi, chúng ta đi nào. Về đội. Wow, náo nhiệt vậy. Đội hổ bay đi sàn nhảy để huấn luyện sao? Vụ án ở sàn nhảy có cả một đội hổ bay xuất sắc làm nhân chứng, nhất định sẽ phá được rất nhanh. Không liên quan đến tôi. Cảm ơn. Đi đâu? Sếp Hàn, theo tôi qua đây. Em làm gì vậy? Làm giờ đi. Vẫn học người ta làm cái tiếp bia sao? Chưa thử bị lợi dụng qua hả? Anh đừng nói chuyện khó như vậy được không? Em không muốn tiêu tiền của anh, em muốn tự dựa vào chính mình. Còn cái nữa cũng sao? Là một nghề mà anh. Em vẫn đi chơi với mấy tên lười biếng đó hả? Anh bọn họ đã cứu em đó. Anh không quan tâm. Em mau về nhà cho anh. Coi tóc của em đi, giống như trái khóm vậy. Mời vô.
Sorry sir. Tại sao lại xin lỗi tôi? Không liên quan tới bọn họ. Là tôi không vui nên họ đi chơi với tôi. Ngồi xuống. Tại sao? Lý do cá nhân, không báo cáo được không sếp? Được thôi. Bây giờ tôi nói cho cậu nghe một chuyện. Hãy quên hết tất cả lý do đi. Nếu như cậu không tuân theo quy tắc, cậu không thể ở lại đây được nữa. Ở trong trại, sau 10 giờ tối bất kỳ ai cũng không được ra ngoài. Đây là quy tắc. Hiểu rõ chưa? Dạ hiểu sếp. Được rồi, ra ngoài đi. Bà Châu, sáng nay có một nữ phóng viên đang đợi bà. Lúc bà đi ăn trưa, cô ấy vẫn đang đợi bà đó. Dạ được. Cô ơi, tiền cô qua đây một chút. Cô ơi, tôi có thể xem thẻ của cô được không? Cảm ơn. Nội thất thời đại. Tôi muốn hỏi một chút, các người có một nữ phóng viên tên là Bonnie đúng không? Đúng rồi, nhưng cô ấy vừa mới ra ngoài rồi. Cô có gì muốn nhắn lại không vậy? Ờ, được rồi, không cần đâu. Cảm ơn anh. Dạ được. Cô ơi, bà Châu mời cô buổi chiều ngày mai 2 giờ tới nhà tìm bà ấy. Ờ, được rồi, được rồi. Cảm ơn cô. Không có gì. Em đến rồi. Gần đây việc làm ăn của ông ấy rất tệ. Thường hay mất bình tĩnh. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Xin lỗi anh nha. Alo. Đúng rồi. Tôi đang ở nhà bạn chơi. Đúng rồi. Ờ, tối nay tôi không về ăn cơm. Ừ. Tạm biệt. Vừa rồi anh có chuyện muốn nói à? Ờ, xin lỗi em. Alo. Đúng vậy. Tối nay anh phải họp. Không về nhà ăn cơm được. Tạm biệt. Hay là chúng ta thôi đi. Em không muốn làm khó anh nữa. Christy. Anh hiểu. Anh biết em rất khổ sở. Chúng ta, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, có phải là tốt hơn nhiều rồi? Tìm ai vậy? Tôi tìm bà Châu, làm phiền rồi. Cô là ai? Tôi là người của nội thất thời đại. Cô chính là Bonnie sao? Dạ đúng vậy, xin chào bà xin Châu. Xin chào, xin chào. Bà Châu, cảm ơn bà. Bận như vậy giúp cho chúng tôi được phỏng vấn. Không sao cả. Đúng rồi, khi nào thì bà phỏng vấn được xuất bản? Chắc là khoảng tuần sau. Đúng rồi,
Tôi muốn nhân cơ hội này chụp vài tấm ảnh nhà của bà, vì nó rất đẹp, có thể thuận tiện xuất bản cùng luôn. Không biết bà có cảm thấy phiền không? Không sao, nhưng tốt nhất phải cẩn thận chút, đừng chụp ảnh riêng tư của tôi. Dạ, tôi hiểu rồi. Cô Tư à, đem hết mấy tấm ảnh của tôi và chồng tôi cất đi nha. Tôi biết rồi, thưa bà. Cứ tự nhiên chụp nha. Dạ được. Làm việc đi. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin chào. Cô thật đẹp. Có thể trở thành bạn nhảy của cô, tôi thật sự rất bất ngờ. Trước đây hai chúng ta cũng vậy mà. Thực ra ý của tôi là trước đây chúng ta không hoàn toàn hợp nhau, có phải không? Nếu như trong việc công hay là việc tư thì anh cũng phân biệt rõ ràng như vậy thì tốt rồi. Chúng ta trễ rồi à? Mời vào. Mời vào. Xin chào, xin chào Thomas. Anh à. Xin chào. Xin chào. Các anh vẫn chưa biết nhau, để tôi giới thiệu chút. Đây là Stone, đây là chồng tôi Thomas. Rất vui khi gặp anh, xin chào. Vâng, nhìn anh sao rồi? Rất hiếm khi nhìn thấy anh mặc lịch sự như vậy. Tôi cũng rất ít khi thấy anh ấy mặc âu phục đó. Dạ thưa bà, có điện thoại ở trên lầu thưa bà. Xin lỗi nha, tôi phải lên lầu nghe điện thoại. Tự nhiên đi nha. Hai người đừng có xáo nữa, tự nhiên đi. Rất vui khi gặp anh. Đi nào. Xin chào, đã lâu không gặp anh. Lát nữa tôi sẽ qua nói chuyện nha. Anh thấy Christy thế nào hả? Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa. Kiểu như là không phải việc của tôi. Christy lúc xưa là hoa khôi của trường đó. Sau khi mà tốt nghiệp xong thì cô đã gả cho Thomas. Thomas tài giỏi lắm, tuổi trẻ tài cao, đã làm chủ một doanh nghiệp của gia đình rồi. Việc kinh doanh của họ càng làm lại càng lớn. Các bạn học đều ghen tị với cổ vì cổ được gả cho người tốt.
Tôi thì càng lúc càng già, công việc lại không kiếm được nhiều tiền. Đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ nữa. Tôi đúng là thật đáng thương mà, có phải không? Không gấp đâu, vẻ đẹp trai của anh đã cứu anh một vố rồi. Cảm ơn, cảm ơn cô nha. Nhưng cô không cần phải an ủi tôi vậy đâu. Tôi đi vệ sinh một chút. Được rồi. Xin lỗi. Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Dạ, ở trên lầu. Nè, anh cướp súng của ta luôn hả? Cho cướp súng của cảnh sát, tội lớn đó nha, mau dứt bỏ giùm tôi đi. Mấy người có biết là giết cảnh sát bằng chính cây súng của họ là cảm giác tuyệt vời thế nào không? Hả? Cô không cần theo vụ vợ của ông Châu nữa, giao lại cho Hàng Kiên đi. Còn nữa, ngày mốt bên IAO sẽ cho người tới kiếm cô. Yên tâm đi, chúng tôi tạm thời sẽ không đuổi việc cô, bởi vì chúng tôi rất tín nhiệm cô. Nhưng mà hy vọng là cô hiểu, người bị hại là bạn của cô, cô bị bắt cóc ngay trước mặt cô, súng của cô cũng bị cướp mất. Tôi mong rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Cô biết mà, tôi cũng làm việc theo luật thôi. Luật là luật, cô hiểu chứ? Dạ, thưa sếp. Tin gì không hả? Dạ không madam. Dân Tây sao vậy? Madam à? Thế nào rồi? Ông Châu à, xin lỗi ông, chúng tôi không bắt được người. Madam, hay là cô cứ đi làm việc đi, ở đây có tôi rồi. Ông Châu à, tôi đi trước đây. Ra xem điện thoại từ đâu gọi tới. Gấp cho tôi 1000 con hạt giấy. 1000 con hạt lần đó, ở đâu vậy hả? Alo, alo, alo. Gấp tới 1000 con hạt để làm gì chứ? Madam à, ra ra rồi, là dùng điện thoại của bà Châu gọi tới. Nhưng mà nhanh quá, không có bắt kịp. Giúp tôi để ý cổ phiếu địa ốc Chính Đạt nha. Nếu anh ta có bán ra thì mua hết cho tôi. Nhưng mà giá hôm nay đã giảm tới mức gần như ngừng giao dịch. Cứ làm theo lời tôi nói đi. Ồ. Alo. Chuyển 200 triệu vô hộ khẩu cho tôi. Tôi đợi điện thoại của tôi. Đám cảnh sát cũng không ngờ tới là bắt cóc bà Châu không phải là để tống tiền ông Châu, mà là để tống tiền ông Hà Cảnh Hồng, người tình của bà. Cái ông họ Châu đó sao rồi hả? Ông Châu không dám báo cảnh sát luôn đó. Nghĩ coi, đám cảnh sát đó không hề có bất cứ manh mối nào về những gì chúng ta đang làm. Mà nè, sao lại bắt tên đó gấp hạt giấy vậy hả?
Đây là bí mật của phụ nữ thôi, không bắt mớ gì tới anh. Sao không bắt mớ tới anh? Alo, sếp à, tôi là Hà Cảnh Hồng nè. Châu Chính Đạt đó cũng coi như là bạn làm ăn với tôi. Chuyện của anh ta cứ dùng tiền giải quyết là được rồi, tôi không muốn làm lớn chuyện lên đâu. Anh hiểu mà. Cảm ơn nha. Ông Hà, tìm tôi à? 200 triệu đó đã làm xong xuôi rồi chứ? Đang trong quá trình điều chuyển, chắc là không có vấn đề. Sao hả? Có manh mối không? Không có. Một trăm, hai trăm, ba trăm, vẫn thiếu 200 con nữa lận. 200 con á. Mọi người mau tới giúp đi. Tất cả mọi người chú ý, mục tiêu đã xuất hiện. Đã rõ. Biểu à, ông ta đang đi qua chỗ anh đó, coi chừng nha. Ông ta đột nhiên ra đường lớn. Mục tiêu có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, mọi người coi chừng nha. Anh mua hả? Đúng vậy. À, sếp à, anh có cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ hay không? Anh thấy sao hả? Sao là sao? Cứ coi tiếp đi. Dở nhiều trò vậy tôi không tin là không có động tĩnh. Alo. Hả? À, không phải chứ. Ờ, à, được thôi, được thôi, được. Hạt giấy xuất hiện, sẵn sàng, giao diện. Biết rồi sếp. Cô à, làm ơn cho tôi mượn bật lửa được không? Trời ơi, tại sao không có ai có bật lửa vậy chứ? Thiệt là. Anh ơi, có thể cho tôi mượn bật lửa được không? Cô Biến, cô Biến. Dạ. Anh à, làm ơn cho tôi mượn bật lửa được không? Anh làm ơn cho tôi mượn bật lửa được không? Ê. Anh à, có bật lửa không? Làm ơn cho tôi mượn. Anh ơi, dùng để cứu mạng người đó. Không phải chứ, mặc đồ vest mà không có bật lửa. Nào. Đúng vậy là bên mà. Đồ cầm lấy đi. Làm cái gì vậy? Mặc kệ tôi đi, mặc kệ tôi. Tôi phải cứu vợ của tôi mà. Alo. Sao rồi? Gấp hạt giấy có vui không? Anh đang cần tiền chứ gì? Anh mau nói đi, anh muốn bao nhiêu? 200 triệu. Đợi điện thoại của tôi đi. Alo. 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 Kiên à, anh ra ngoài một chút. Vụ án nổ súng ở vũ trường có tiến triển gì mới hay không hả? Theo tin báo thì lầu trên của vũ trường là một ngân hàng hoạt động ngầm. Kẻ tẩu thoát chắc là ông chủ của ngân hàng đó. Một nam một nữ cướp ngân hàng xong đã đuổi theo ông chủ ngân hàng đó tới vũ trường rồi nổ súng ở đó. Tôi đã cho anh em điều tra qua rồi. Ngân hàng hiện đóng cửa không có tin gì. Tôi mới nhận được tài liệu về mẫu hình xăm này.
Hình như là tôi có nhìn thấy ở trên người của nữ nghi phạm đó. Nè, anh coi đi. Cái này hả? Đây không phải là vòng may mắn hình xăm trên người phụ nữ ở vũ trường đó sao? Có phải cùng một người hay không? Tôi nghĩ tới lúc điều tra họ rồi. Dạo gần đây có động tĩnh gì? Cái ông họ Châu đó gần đây cô bộ khó khăn lắm. Ông ta đi khắp nơi để hỏi dây tiền. Tới cả bạn thân thiết lúc xưa cũng đã hỏi luôn rồi. Còn nữa, mấy ngày nay đều không nhìn thấy bà Châu đâu hết. Nói không chừng bà đã bỏ chạy mất tiêu. Thực ra thì họ Châu này á, lúc xưa rất giàu có. Có điều đều là nhờ vào bà Châu giúp cho. Không biết vợ của ông ta từ đâu bắt được tin. Gần đây bà mua cái gì là cái đó lên giá. Tới cả cổ phiếu rác nào sẽ lên giá bà cũng biết luôn. Đúng là kỳ lạ. Tôi nghĩ bà chắc chắn có quan hệ với ông chủ lớn nào đó nên mới bắt được những tin này. Cảm ơn nha. Có chuyện gì sẽ liên hệ với ông sau. Được. Alo. Alo. Lập tức đi tới triển lãm công nghiệp. Triển lãm công nghiệp? Triển lãm công nghiệp, tới đó mau lên đi. Đừng theo sát vậy, chậm thôi. Alo. Lên xe đợi điện thoại của tôi. Được. Còn không đi mau. Alo. Tới trạm dừng tàu điện ngầm Amitrati, đợi tôi ở đó. Lại tới trạm đó nữa sao? Im miệng đi, nó tới rồi, tới. Được. Tới trạm Aruti nhanh lên. Ở đây có nhiều người lắm, lên xe lại. Phía trước quảng trường vàng Bohemia còn có nhiều người như vậy không? Nhanh lên chạy đi. Alo. Ở đây cũng nhiều người quá rồi. Tới hành lang phía đông đi. Lại đổi nữa. Vậy khỏi đi nữa. Tùy anh thôi. Được.
Alo. Lập tức dừng xe. Hành lang phía đông hả? Không phải chứ, chỗ đó không được phép dừng xe đâu mà. Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Được, nè, dừng xe. Ông chủ à, dừng đây luôn hả? Đúng rồi, kêu anh dừng xe anh dừng đi. Lập tức ném tiền xuống dưới biển này. Kêu người nhà nhảy xuống coi có động tĩnh gì không. Kêu cảnh sát biển để ý coi xung quanh đây có con thuyền khả nghi nào không. Lên xe. Sếp à, anh phải giúp giùm tôi đó nha. Tôi chỉ muốn thấy vợ của tôi thôi. Phải mất bao nhiêu tiền cũng được hết, tôi chịu hết mà. Anh yên tâm đi, chúng tôi đang theo sát mà. Đây mà anh gọi là theo sát với dốc sức hay sao chứ. Tôi thật sự muốn thấy vợ của tôi thôi, vợ yêu của tôi. Đi theo anh ta đi. Rõ thưa sếp. Chào sếp Hận. Cảm ơn madam. Cảm ơn. Uống thử đi. Thế nào hả? Đám bắt cóc đó vốn không gì tiền. Hai chúng tôi mất nguyên một ngày trời, còn đem tiền ném hết xuống biển. Sau đó một cú điện thoại cũng không thấy. Tôi đúng là không hiểu. Dỡ nhiều trò vậy không gì tiền, không lẽ trút giận thôi sao? Tôi muốn hỏi anh là vị cà phê kìa. À, được đó. Cảm ơn. Uống rất ngon. Thật ra anh có từng nghĩ bọn họ thực sự không phải vì tiền không? Anh biết Christy mà. Bà Châu chính là bạn học cũ của tôi. Tôi biết được tin từ bạn học khác là hóa ra bà Châu có quan hệ thân thiết với lại Hà Cảnh Hồng. Chắc là có gì đó rồi. Ý của cô là Hà Cảnh Hồng muốn cướp bà Châu đi khỏi ông Châu sao? Bởi vì ông rất giàu có rồi nên không quan tâm tới vấn đề tiền bạc nữa phải không? Có thể lắm chứ. Nếu đã không có được manh mối từ ông Châu, vậy chúng ta thử phía ông Hà Cảnh Hồng đi. Vậy thì làm phiền anh rồi. Madam, cô yên tâm đi, chúng tôi nhất định kiếm được cây súng cho cô. Anh à, xin chào. Việc điều tra nội bộ sao rồi hả? Không sao hết, cấp trên xử việc chứ không có xử người, tôi không có lo đâu. Thì ra là vậy sao? Sao vậy, anh tới chỉ để hỏi tôi chuyện này thôi hả? Thật ra là tôi đang có chuyện muốn nói với cô. Nói đây luôn sao? Alo. Được rồi, chờ tôi chút tôi quay về liền. Vậy nha. Xin lỗi cô. Không gấp, anh cứ làm việc của mình trước đi. Có cần tôi đưa cô về hay không? Không cần đâu, tôi đi trước đây. Ok, bye bye. À, tôi muốn mua khoai tây chiên. Hàng thứ hai bên trái đó. Tôi cần thuốc giảm đau nữa. Phía trên hàng khoai tây chiên đó. Tôi cho tôi bánh quy nữa. Vừa nãy mới lấy cho anh rồi mà. Cậu đang làm gì vậy? Dạ thưa sếp. Vậy cậu chạy 20 vòng đi. Chạy bộ á thưa sếp. Tôi sẽ quay lại rất mau đó. Rõ thưa sếp. Chạy gì mà chậm vậy? Biết rồi thưa sếp. Chạy mau lên đi. Mau lên nữa. Chạy cái đầu anh đó sếp. Cản trở tôi cô gái rồi sếp. Đợi chúng tôi quay lại á. Tốt nhất là anh đừng quay lại thì hơn. Thiệt là phiền phức mà. Thiệt là đáng ghét mà. Ah!
Mà đâu, chúng ta đoán không sai, bắt được Tinh Hà Canh Hồng có một tay thuộc hạ, gần đây thường hay để tới chỗ chính đạt. Kiên à, anh không cần phải theo sát vụ bắt cóc này nữa đâu, tổ khác sẽ tiếp nhận vụ này. Tại sao gì? Ở đây viết rất rõ ràng nè, gần đây có một hoạt động chống mua bán mại dâm quy mô lớn, cần anh đảm nhiệm. Chống mua bán mại dâm? Xưa giờ chúng ta không thường làm những vụ này mà. Cấp trên vừa mới nói tôi nghỉ phép rồi. Vì chuyện mất súng sao? Tôi nghĩ là vậy đó. Đi làm việc đi. Dạ mà đâu. Nè cô kể tiếp đi. Kể nhanh lên đi. Tôi nhìn có lý do. Tôi không có thời gian đâu. Nếu không có lỗi thì tôi làm cái gì chứ. Rồi cô có lỗi thì tôi không có lỗi không nhỉ? Dân Tây, kêu hỏi em sẵn chút đi. Sếp không vui rồi đó, đừng cãi nhau nữa. Ai nói gì đâu. Sao bắt chúng tôi vậy? Sao bắt tôi vậy? Sếp à, tài liệu dù vợ ông Châu Chính Đạt bị bắt cóc, tất cả đều đang ở đây đúng chứ? Phải đâu. À, sư huynh à, vụ án có phải có tiến triển gì mới không? Sếp Hạng à, cấp trên đã xếp vụ này vào loại bảo mật cấp cao. Tôi không thể tiết lộ, đừng làm khó tôi. Bảo mật cấp cao sao? Alo. Hey, cô sao rồi? Có chuyện gì hả? Tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm, cô có rảnh không? Tôi không đi đâu, cảm thấy hơi khó chịu, muốn ở nhà thôi. Vì chuyện điều tra nội bộ đó sao hả? Không đâu. Ê, cô đừng có buồn mà. Tôi không sao mà, chỉ là thấy không thoải mái nên là không muốn ra ngoài. Ok. À, nếu như cô có đổi ý muốn ra ngoài ăn thì cô cứ việc gọi cho tôi nha. Được rồi, tôi không buồn đâu mà, cũng không nghĩ linh tinh gì hết. Vậy cô bảo trọng nha. Ok. Cô đừng có buồn nữa nha, được không? Ok. Tạm biệt. Tạm biệt. Ờ, tôi muốn mua kem. Vị gì hả? Miễn là vị cô thích á. Vị dâu nha, tôi thích vị dâu đó. Còn gì nữa hả? Tôi muốn mua sô-cô-la nữa. Sô-cô-la hả? À, rồi này nha, ngon lắm đó. Muốn muốn súp nữa. Súp hả? Súp boss nha, tôi thích ăn đó. Tôi cần bánh quy nữa. Bánh quy hả? Tôi thích loại này nè. Tôi muốn mua kem chống nắng nữa. Kem chống nắng? Anh mua làm cái gì vậy? Thật ra là tôi muốn hẹn cô. Hả? Nhưng mà nếu cô không có rảnh thì cũng không sao đâu. Tôi rảnh mà. Thiệt hả? Vậy thì ngày mai. Mai hả? Nè các anh em, uống chút đồ đi nè. Nói đi. Uống đi mà. Có biến gì hả? Gì đây, có biến hả? Khai đi. Mau khai. Nói đi. Nói mau, nói. Có chuyện gì hả? Khai mau. Nói đi. Nói đi. Mau lên đi. Coi bộ đã hẹn được với cô chủ nhỏ rồi. Wow, cái gì? Chủ nhỏ hả? Chủ nhỏ hả? Nói đi. Lạ vậy. Ghê thiệt. Alo, tôi đang ở chỗ cột cờ rồi nè. Cột cờ hả? Tôi cũng đang ở chỗ cột cờ nè. Không phải chứ, tôi thiệt đang ở chỗ cột cờ mà. Tôi hả? Tôi đang ở chỗ cột cờ á. Tôi đang ở đó mà, anh ở đâu vậy chứ? Hả? Chỗ này là team xa xôi đó mà. Hả?
Sao anh không mặc đồng phục vậy? Bình thường thì lúc làm việc tôi mới mặc đồng phục thôi. Sao hả? Bộ không thích dáng vẻ của tôi lúc này hay sao? Thích chứ, đi thôi. Ý, anh có xài loại súng này hay không hả? Chúng tôi không có xài loại này. Vậy những cái này? Những súng này hả? Cũng không có xài đâu. Chuyện gì vậy? Tôi thấy anh mặc đồng phục á, có bộ đẹp hơn đó. Hả? Cũng có nhiều người nói tôi như vậy đó. Thì phải rồi. Hé, bộ kia có vẻ hợp với anh đó. Ừ. Vậy thì mặc thử nha. Được đó. Nè, tôi biểu anh đi mua đồ cùng với tôi, còn tặng tôi nhiều đồ như vậy, thiệt ngại quá. Không sao mà, nhưng mà bình thường tôi không hay mặc như này đâu. Thì phải rồi, mỗi ngày anh đều tập luyện, mặc nhiều như vậy sẽ mệt dữ lắm ha. Tôi nghĩ mai mốt tôi sẽ mặc nó nhiều một chút. Tại sao hả? Bởi vì, phải rồi, dù sao thì cũng cảm ơn cô. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng đó, may mà có anh hướng dẫn tôi chọn trang phục. Lần trước có mua một bộ đồng phục nam cho bạn trai, sau đó ảnh còn chê cười tôi ngốc nữa. Cô có bạn trai rồi hả? Nè anh à, anh muốn kiếm ai? Chú Mộc đang ở đâu? Chú Mộc ở trong đó sao? Ê, nè. Nè, nè, cầm theo cây súng nặng như vậy đi cũng nhanh nữa. Khỏi cần nữa, hàng kiên đó mà, thám tử trẻ tuổi thăng tiến nhanh nhất trong những năm gần đây. Kể từ sau khi rời học viện thì liên tục thăng tiến, lên nhanh như là máy bay trực thăng vậy. Mỗi vụ án lớn đều có phần của cậu. Chú Mập, ông lớn của các ông lớn trong vòng 20 năm qua, từ một cái quán nhỏ tới một doanh nghiệp độc lập, tiếng tăm của ông ngày càng lớn mạnh, cứ bay lên giống như là bong bóng bay vậy. Mọi chuyện lớn nhỏ đều có phần của ông. Cậu coi bộ đã mò được hết lai lịch của tôi rồi nào. Uống đi, ngồi xuống, uống nha ha. Không cần nhiều lời. Cô ấn tượng không? Một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông hình như là trở về từ Hà Lan. Lúc xưa từng làm trong quân đội Đài Loan, hình như là còn làm gián điệp nữa đó. Anh ta đã có một thời huy hoàng ở Hà Lan, nhưng tiếc là ông chủ của anh ta đã bị giết mất rồi. Giờ anh ta giống như chuột chạy cùng sào thôi. Còn người phụ nữ? Cổ coi bộ khá xinh đó. Đừng có giỡn chơi với tôi. Tôi hỏi ông cổ lại hả? Tôi đâu có phải bách khoa toàn thư của Hồng Kông đâu mà trả lời cho anh được. Nhưng tôi có thể dùng súng bắt ông trả lời đó. Cậu trai trẻ nè, đừng có hở ra là dùng súng đe dọa tôi nha. Nếu cậu muốn biết tôi sẽ nói cho cậu thôi. Người phụ nữ dường như là người nước ngoài sinh ra ở Trung Quốc. Phải rồi, vụ án giết người ở quán trà hồi đó dường như là có liên quan tới bọn họ. Họ có người quen nào ở Hồng Kông không? Người đàn ông đó hình như là có một người anh em đang làm bảo vệ ở khu dân cư cao cấp. Còn gì nữa? Tôi chỉ biết được có nhiêu đây thôi. Bộ cậu nghĩ cái gì tôi cũng biết hay sao hả? Cảm ơn. Nè, mai mốt gặp những chuyện như này cứ việc tới kiếm tôi. Tôi mở sẵn rượu đợi cậu. Alo. Sếp Hàng hả? Sếp Quách đang đợi về tham gia cuộc họp đó. Nói với anh là tôi đang bận việc rồi. Nhưng mà tôi có nghe nói hoạt động ngày mai do anh đảm nhiệm đó sếp à. Có gì không? Ý, phóng viên hả? Bỏ đi, mấy ngày nay cũng có rất nhiều phóng viên tới moi tin. Ở đây làm gì có tin cho mấy anh moi chứ. Nè, bộ đây có tin hot sao? Những người sống ở khu này á, không phải tỷ phú thì là đại gia. Ngày nào cũng có phóng viên theo dõi. Tỷ phú nào vậy? Có phải tỷ phú Hà Cảnh Hồng không? Nè, tôi chỉ làm công thôi. Anh đừng có dụ tôi nói ra. Tôi sẽ không nói đâu á. Nè anh bảo vệ, nhìn mặt tôi giống phóng viên lắm sao? Nhìn anh ăn mặc lịch sự vậy á, chắc chắn không phải cảnh sát. Giỏi lắm. Đúng là hai hôm trước, trợ lý của ông Hà có gọi điện cho tôi.
yêu cầu ngân hàng chúng tôi chuẩn bị một lượng tiền mặt lớn cho ảnh. Còn về bao nhiêu tiền thì tôi không tiện tiết lộ. Ông Hà hãy làm vậy lắm sao? Anh à, chúng ta là bạn thân nên tôi mới dám nói. Đúng vậy, đích thật ông Hà rất hay điều động tiền mặt kiểu như vậy. Nhưng vì số tiền lần này quá lớn, tôi cũng chưa từng gặp qua, làm cho chúng tôi rất đau đầu. Ba Đông, tôi có linh cảm lần này hắn điều động số tiền lớn như vậy chắc dùng để giao tiền chuộc rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Lần trước cô nói rất đúng, đám người bắt cóc bà Châu và cướp ngân hàng ngầm có khả năng là cùng một nhóm. Hôm nay tôi có tới gặp chú Mộc để thám thính, biết được lần trước đánh cô bị thương của một người anh em kết nghĩa đã Hồng Kông làm bảo vệ chung cư. Mỗi tháng ông Hà với bà Châu đều xuất hiện ở đó một hai ngày. Tôi tới sở nhà đất điều tra, họ không hề đứng tên một căn nhà nào trong đó. Cộng thêm những lời vừa rồi giám đốc ngân hàng nói, tôi đoán Hà Cảnh Hồng mới là người bị hại. Bọn cướp đã lợi dụng việc Hà Cảnh Hồng và bà Châu gian díu với nhau, sau đó tống tiền Hà Cảnh Hồng. Ông Châu chỉ là con cờ của bọn cướp dùng để che mắt cảnh sát. Có điều hiện tại người của chúng ta đã bị điều đi hết, không đủ nhân lực lấy gì điều tra. Tôi nghĩ chắc do Hà Cảnh Hồng không muốn cảnh sát nhúng tay điều tra đó, nên đã hạ lệnh cho cấp trên làm vậy. Anh cũng biết là ông Hà có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo cấp cao của chúng ta mà. Chắc chắn còn cách khác. Xin lỗi madam, tôi nghe điện thoại đó. Anh nghe đi. Dạ con nghe nè má. Kiên à, con có biết sau khi em con nghỉ việc ở quán karaoke thì đi đâu không? Má không tìm được nó. Được rồi, để con tìm nó. Con nhớ tìm nó nha, má lo cho nó lắm. Con biết rồi, má nghỉ ngơi đi, con đang làm việc vậy nha. Xin lỗi madam. Thám tử trẻ tuổi cũng phải giải quyết chuyện tranh chấp trong gia đình hả? Thì bởi má tôi gọi nói không biết em tôi đi đâu. À madam, tôi có cách này. Cô còn nhớ lần trước có một người đã từng nhìn thấy mặt của bọn cướp không? Anh muốn tìm cô ấy giúp đỡ sao? Nhưng mà cô ấy là người của đội phi hổ. Để tôi tìm cách nói với cô ấy. Ừ, cũng được. 4 số 5. Nè nè, hay chơi trò mở miệng đón trúng đi. Uống đi uống đi, nửa ly thôi rồi tới tôi chơi. Cả đêm chơi chưa thua bằng nào nè. Tối này đúng hơn luôn, cái bộ bàn này cô uống nữa rồi đó. Uống đi uống đi. Sao vậy, sợ thua hả? Anh hai, em cũng chỉ làm công thôi. Anh không tới tìm em, tôi tìm cậu. Sao? Má nói rất nhớ em, kêu em gọi điện về đó. Ờ. Còn nữa, đám người này toàn là lũ dân chơi, em chơi với họ không khác nào uống tới chết. Nó anh đó. Ê đừng gọi cho má nha. Chơi tiếp đi kìa. Thì ai sợ anh chứ. Chơi thôi. Chơi. Ê, ai thèm gọi chứ. Đúng, chơi tiếp đi. Sợ gì? Đúng rồi. Chơi thì chơi. Đúng rồi, chơi tiếp nè. Sếp Hạng à, thật ra tôi với em gái của anh không có quen nhau đâu. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Tôi đâu có hỏi cậu chuyện này. Ồ. Cậu còn nhớ mặt của thằng Tranh lần trước trong quán bar không? Nhớ chứ. Tôi muốn nhờ cậu với đám bạn cậu giúp tôi một chuyện. Giúp gì? Giúp tôi tìm thằng Tranh đó. Giúp anh tìm thằng Tranh đó hả? Không phải chứ, nhưng mà vụ lần trước em gái của anh á. Tôi biết, tôi đã nhờ cậu giúp đỡ đương nhiên có lý do riêng. Tóm lại một câu, có giúp tôi không? Để tôi suy nghĩ cái đã. Sếp Hằng, chắc là chúng tôi không giúp được anh rồi. Anh cũng biết mà, lỡ như để sếp Stone của chúng tôi biết được chuyện này á. Tôi đâu kêu mấy cậu đích thân đi bắt hắn chứ. Tại sao mấy cậu lại chọn vào đội phi hổ? Không lẽ sợ đám người kia sao? Sếp Hạng nói rất đúng, bằng câu nói này của anh, tất cả chúng tôi ủng hộ anh. Điểm một mình anh thôi, chúng tôi không làm được nha. Không sao, một mình tôi cũng làm được. Cậu được lắm, rất có nghĩa khí. Cảm ơn. À, coi đã, hình như là cậu từng lấy xe chở em tôi đi hóng gió thì phải. Chúng tôi chỉ đi hóng gió thôi, chưa từng làm gì bậy bạ hết. Chiếc xe đó của cậu sao? Tôi mượn của anh Ben á. À, hiểu rồi. Thiệt là ngại ghê chưa.
Nè ông chủ, ngại quá, cảnh sát đây. Tôi muốn biết thằng mập kia vào đây mua gì vậy? Hắn không mua gì hết, chỉ chuyển phát thôi. Chuyển phát hả? Anh có lưu bản sao lại không? Tôi muốn coi thử. Không có, hắn lấy bản gốc rồi đi luôn rồi. Vậy hả? Anh có biết hắn chuyển đi đâu không? Đài Loan. Anh kiểm tra kỹ giùm tôi nha. Để tôi kiểm tra cho. Cảm ơn. Nè, hình như tôi không thấy hắn nữa. Tôi bị mất dấu của hắn thiệt rồi đó. Làm sao bây giờ? Mất dấu rồi. Phải đó. Để tôi theo cho, tôi đang chạy theo hắn. Tôi đang chạy ở đằng sau xe hắn nè. Anh theo dõi kỹ nha, anh cũng biết chiếc xe của hắn có màu gì rồi. Anh đang chạy sau xe của hắn có đúng không? Này giờ anh đang ở đâu? Biết rồi, bớt hỏi lại đi. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở đường Cửu Long Thành. Cửu Long Thành bự lắm, vị trí chính xác là ở đâu? Tôi cũng không biết đang ở khu nào trong Cửu Long Thành. Tôi chỉ biết tôi đang ở đường Cửu Long Thành thôi. Nè, hắn đậu xe vào một chỗ rồi. Còn không mau xuống xe đi theo hắn đi. Còn hỏi cái gì nữa? Nhớ theo dõi thằng mập đó sát một chút, tôi có biết hay chưa? Hắn đang ở phía trước tôi thôi. Trời ơi, tôi sợ anh luôn đó. Nhớ được theo dõi sát một chút đó. Được rồi, yên chí đi. Tôi không muốn nghe anh nói hai chữ đó nữa đâu. Anh cũng biết bị tranh của anh là mất phương hướng mà. Chắc chắn sẽ không mất dấu đâu. Không mất dấu hả? Đừng để cho hắn chạy thoát đó. Biết rồi. Ôi, chết rồi. Không biết hắn đi đâu rồi. Trời ơi, đặt tên cho anh đúng là không sai mà. Vậy mà cũng để mất dấu. Để tôi chạy một vòng thử coi. Vị trí chính xác của anh là ở đâu? Tôi cũng không biết ở đây là ở đâu nữa. Hình như là ở Khang Cảnh. Khang Cảnh là ở đâu? Tân Phổ Cang thì phải. Tân Phổ Cang rộng lắm. Anh coi xung quanh có bảng tên đường hay không? Có thấy hắn chưa? Không thấy. Tôi thấy nó rồi. Nó đang ở đường thang đường. Anh mau quay lại chi viện cho tôi đi. Nè sao im lặng vậy? Không biết đường thì hỏi người ta đi trời. Ăn cơm nè. Nè, ăn cơm. Có lộn không vậy? Mới sáng sớm đã làm chuyện đó rồi. Còn dám nói tôi yên chí. Có thấy có bao nhiêu hộp cơm hay không? Chờ chút đi. Một hộp, hai hộp, ba hộp. À, trời ơi, đưa đây coi. Sao vậy? Tôi đoán bà Châu đang ở trong đó. Hả? Gọi cho Hàng Kiên đi. Ăn cơm thôi. Ăn cơm đi.
Nè, có sáng xuống một chút đi được không? Nghe tôi nói, sáng xuống một chút đi. Nghe lời tôi, sáng suốt lên. Tôi không muốn lặp lại lời nói vừa rồi. Cô không cần nói tiếng Anh, tôi nhận ra giọng của cô. Tôi biết. Cô có giết tôi không? Có. Nếu ảnh kêu tôi giết thì tôi sẽ giết. Cô nói vậy nghĩa là trước đó cô đã từng giết người. Cô có biết là cô có một người chồng rất tốt không? Tôi kêu hắn xếp 1000 con hạt giấy, sau đó dùng lửa đốt cháy hết, nhưng mà hắn vẫn làm theo. Còn nữa, hắn vì cô chạy đôn chạy đáo gom được 2 triệu đô. Tôi gọi điện cho hắn kêu hắn quăng hết tiền xuống biển, hắn vẫn làm theo. Cô còn muốn sao nữa? Chúng ta đều là phụ nữ, tôi hiểu mà. Sau khi trải qua chuyện này, tôi nghĩ cô nên một lòng một dạ chung sống với hắn. Cô muốn ăn hay không thì tùy cô. Riu à, Madam, Kiên đâu? Sếp Kiên đang ở bên trong. Ờ. Kiên, có chuyện gì hả? Madam, nè, cô đi. Sao không thấy Christy chứ? Không biết nữa, không chụp được. Đây là gì vậy? Hôm nay tới chung cư điều tra, người làm bảo vệ thì biết hắn đã chuyển phát mấy con số này qua bên Đài Loan. Có lẽ là mật mã. Tôi đoán chắc có liên quan tới tiền chuột. Vậy anh điều tra tiếp đi. Điều tra làm gì? Giờ vụ này đâu phải do chúng ta phụ trách. Không sao đâu, quan trọng là điều tra được bọn cướp sẽ nhận tiền chuột ở đâu thôi. Chưa kể nếu con tin ở chỗ họ quá lâu thì càng nguy hiểm đó, anh hiểu mà đúng không? Yes, madam. Cố lên. Tôi biết rồi, bye bye. Nhận tiền bằng cách nào ta? Đài Loan sao? Chị Đạt. Dạ sếp. Cô điều tra giùm tôi, ngân hàng nào ở Đài Loan đang có số lượng người mở tài khoản nhiều nhất, nhớ báo sớm tôi biết. Yes sir. Tôi biết cô là cảnh sát, nhưng có biết mặt phóng viên và nhà báo muốn gặp anh Hà cũng phải đặt lịch hẹn trước. Hôm nay anh Hà không có thời gian để gặp cô. Tôi chỉ muốn biết anh Hà có đang ở trong văn phòng không, có cách nào liên hệ với ông Hà không? Xin lỗi cô, tôi không thể giúp được cô. Ê, giúp tôi quản thời gian họp trong 15 phút, cô đi theo tôi. Tôi nhận ra cô tên Anna đúng không? Christy thường hay nhắc tới cô trước mặt tôi. Tôi chơi thân với Christy cũng lâu rồi,
Nhưng mà hình như cổ chưa từng nhắc tới anh thì phải. Có những chuyện thà không nhắc sẽ tốt hơn. Anh Hà, anh có thể bỏ qua thân phận cảnh sát của tôi được không? Vì tôi là bạn thân của Christy, tôi muốn giúp cổ. Tôi hiểu. Nhưng chắc cô cũng biết có những chuyện cô không nên nhúng tay vào. Không thể nói là nên hay là không nên. Thân là bạn của cổ, giúp được thì giúp thôi. Chuyện tôi có thể làm thì tôi cũng đã làm hết rồi. Đúng vậy, tôi có thể khống chế rất nhiều chuyện, nhưng có những chuyện tôi cũng không thể khống chế được. Tôi cũng giống như cô, rất muốn những người bạn thân của mình đều được bình an. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Có lẽ anh thấy bản thân của anh cố gắng hết sức rồi, nhưng bọn cướp thì không hề nghĩ vậy. Christy càng ở lâu trong tay họ sẽ càng nguy hiểm đó. Tôi được biết bọn cướp đã tống tiền anh 200 triệu đô. Nếu họ lấy xong rồi muốn lấy tiếp thì anh làm gì được họ? Anh có nghĩ rằng cách tốt nhất là nên hợp tác với cảnh sát không? Cô có đạo lý riêng của cô, nhưng tôi là dân làm ăn thì tôi cũng có đạo lý riêng của tôi. Sau khi bọn cướp nhận được số tiền lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất hài lòng. Tiền đối với tôi không quan trọng. Còn về việc cảnh sát có bắt được bọn cướp hay không, tôi không có hứng thú muốn biết. Điều tôi quan tâm nhất chính là tôi có thể lấy lại được người tôi yêu. Đúng vậy, không ai có thể đảm bảo cho sự an toàn của Christy. Nhưng cho dù chỉ còn 1% cơ hội, tôi cũng sẽ thử. Anh có lòng tin với bọn cướp dữ vậy sao? Không ngại nói cho cô biết, tôi đã trao đổi với bọn cướp. Chỉ cần họ đảm bảo Christy được an toàn và cô có thể bình an trở về, họ đòi bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Nhưng nếu như Christy có gặp chuyện gì bất trắc, dù họ có đi tới đâu, tôi cũng sẽ có cách tìm được họ, cũng sẽ bắt họ chết chung với cổ. Chiều ngày mai, đem 200 triệu đô đó chia thành 200 lần chuyển vào tài khoản tôi vừa đọc cho anh. 11 giờ sáng mai, anh giúp tôi sắp xếp một ông bà già cùng nhau tới ngân hàng rút hết tiền mặt cho tôi, sau đó hủy toàn bộ tài khoản, có hiểu chưa? Ngày mai tầm 3 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể lấy hết tiền đó. Hộ chiếu và vé máy bay giả đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuyến bay ngày mai rơi vào khoảng 3 giờ 30. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, thành công tới gần rồi. Sếp Dương, tôi điều tra được hai người tội phạm từng nổ súng và cướp ngân hàng ngầm đang ẩn nấp ở đâu rồi. Tôi cần đội phi hổ chi diện. Tôi tin chắc là phía cảnh sát chúng ta sẽ không nhân nhượng cho những kẻ đã nổ súng với người dân và cảnh sát tại nơi công cộng, đúng chứ? Được rồi, cứ làm theo ý cô đi. Cảm ơn sếp. Cô đi chuẩn bị đi. Hàn Kiên đâu? Anh đi đâu rồi? Hình như sếp Hàn đang ở trong phòng thông tin. Hàn Kiên. Bà Đông. 10 phút sau vào phòng họp báo cáo. Dịch mà đâu. Mọi người nghe rõ, chuẩn bị sẵn mọi thứ, 10 phút sau vào phòng họp báo cáo. Yes sir. Số tiền trong tài khoản ở Đài Loan sao rồi? Toàn bộ đã được chuyển tới Đài Loan. Ok. Giờ tôi đang trên đường về nè. Hay, hay lắm. Đường này đang bị phong tỏa, anh dọc đường khác đi. Đây là đường 1 triệu, sao mà dòng lại được? Tôi sẽ cho người giúp anh, phiền anh quay đầu xe lại. Vậy đường đó này hả? Bị phong tỏa rồi. Alo Hoa, anh đang ở đâu vậy? Sao nói về đây đón tôi? Chúng ta là anh em chí cốt, tôi cũng không thể giúp được cho anh. Anh nói cái gì vậy? Đám cảnh sát đã bao vây ở dưới nhà hết rồi. Anh lập tức lái xe qua cứu chúng tôi đi. Hoa, thằng khốn này dám bắn đứng tao. Vậy giờ làm sao hả? Dẫn con nhỏ này ra cho nó chết chung với đám cảnh sát luôn. Anh tin tôi đi, tôi sẽ giúp các người bỏ trốn. Mày giỡn mặt với tao hả? Tôi không hề nói giỡn, tin tôi đi. Chỉ cần anh đối xử thật tốt với người phụ nữ bên cạnh anh là được rồi.
Đi đi, đừng có chụp nữa mà. Tôi nói là đi đi, đừng chụp mà. Tới rồi anh. Đây là 4.000 đô, tôi bao xe anh cả ngày. Ai là người phụ trách chỉ huy ở đây? Hàng Kiên là người phụ trách chỉ huy. Tình hình sao rồi? Lính bắn tỉa đã chiếm trọn một vị trí quan sát. Theo thông tin của đội tình báo thì hiện tại đang có một con tin. Christy chính là con tin. Rất tốt. Bọn cướp đang dùng loại súng gì? Một khẩu súng lục và một khẩu súng bị mất của bà Đồng. Chưa. Đội A sẽ tấn công từ phía trước. Đội B sẽ dùng một vòng lớn canh giữ phía sau. Không được để bọn cướp chạy thoát. Dạ, yes sir. Ok, cô thử cô ấy muốn làm gì? Cô đang đứng ở ngoài hút thuốc. Cậu hãy mô tả chút xíu về cô ấy được không? Cao khoảng 1m6, tóc ngắn, đang mặc một cái đầm dây màu đen. Dây bên phải của cô có hình xăm không? Cậu có thấy dây bên phải của cô ấy có hình xăm hay không? Không có. Có khi nào cô là Christy không? Don, cô đang chạy xuống lầu. Ok, tất cả chú ý, khoan hãy nổ súng. Cảnh sát, đứng yên. Ba thường bắn, tôi là con tin. Giơ hai tay lên. Đứng yên. Stone, bắt được nhân vật khả nghi, hình như là con tin. Bắt giữ cô lại. Tiếp tục tiến lên. Stone, đang kiểm tra xung quanh, không có ai trong này. Thả cô ấy ra đi. Yes, sir. Bọn cướp đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa, họ chỉ kêu tôi đi ra ngoài hút 3 điếu thuốc thôi. Cách đây bao lâu? Cho tới khi tôi đếm tới số 5 thì đi xuống lầu. Chưa, tôi muốn lục soát thật kỹ tình hình. Tôi. Mau lên, đi. Đội lập tức tới tòa nhà mục tiêu, mở rộng phạm vi lục soát. Mau tránh ra! Cậu qua kia đi, nhanh lên. Cảnh sát bắt cướp, tất cả tránh ra đi, tránh ra! Đừng có chụp nữa mà, tránh ra đi! Đừng chụp nữa. Bà xã, đừng chụp nữa mà. Bà xã, em có sao không? Ở đây rất đông người, hãy đi khỏi đây trước đi. Điện ngầm ở đâu vậy? À, tàu điện ngầm nằm ở. Phát hiện mục tiêu đang lái xe. Biển số là EV3405. Chiếc xe đang chạy về hướng diện tố. Nghe rõ, theo tôi đâu. Yes sir.
想到心意亦会伴你一起。